Hello, Happy New Year. Năm mới, Andy xin chúc cả nhà một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe và mọi việc may mắn nhé. Thì hiện tại Andy đang đứng trước cổng chùa Việt Nam Quốc Tự. Đây là một ngôi chùa lớn nhất của người Việt ở thành phố Houston các bạn. Thì hôm nay đầu năm Andy sẽ đi chùa lễ Phật rồi cầu sức khỏe, bình an cho gia đình và công việc năm mới suôn sẻ và tốt đẹp. Thì hôm nay Andy sẽ đi viếng hai chùa. Thứ nhất là chùa Việt Nam Quốc Tự và chùa mình đang chuẩn bị vào nè các bạn, để mà cầu sức khỏe bình an ở đây. Rồi thứ hai là đi chùa Ông Bổn, chùa của người Hoa, để cầu về công việc. Và bây giờ xin mời các bạn cùng vào chùa với Andy nhé. Thì trước cổng chùa là có một cái tượng Phật rất là lớn các bạn, đó là Phật Quan Âm Bồ Tát nè. Bây giờ mình sẽ đi lễ viếng cúng bái Bồ Tát trước, xong thì mình đi vào bên trong và đi vào chánh điện để mình lễ Phật. Hôm nay đầu năm các bạn, cho nên người Việt Nam mình đi chùa rất là đông luôn. Đó là cũng là một trong những cái phong tục của người Việt Nam chúng ta. Đây là cái hồ sen các bạn. Đang mùa đông, vừa sắp hết mùa đông mà, cho nên cái sen nó bị lụi tàn hết trơn rồi các bạn. Đến mùa hè nắng lên á thì sen bắt đầu nó sẽ nảy mầm, nó lên lại và nó sổ bông rất là đẹp luôn. Cho nên mình đi vào khoảng tháng 7, tháng 8 á, lúc đó là sen nở rất là nhiều luôn, rất là đẹp luôn. Bây giờ thì cái hồ nước không mà không có sen, nó khô hết trơn rồi nè. Đây cây cầu ở trên hai cái bờ cái hồ sen các bạn, đi thẳng vào chánh điện.
Sau khi lễ Phật xong các bạn, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài phía sau chánh điện, mình quay cho các bạn xem. Thì chùa rất là lớn các bạn, có ba cái khu. Thứ nhất là khu chánh điện nè, thứ hai là khu ở chính giữa là khu để mà các Phật tử để mà đến, chẳng hạn như là văn phòng như các bạn, các Phật tử đến mà liên hệ để mà cúng dường hay này nọ đó. Rồi ở phía sau nữa là cái hội trường để mà tổ chức các ngày lễ của Phật đản nè, rồi cầu siêu cho các mà Phật tử đã đăng ký để mà đến nhà chùa cầu siêu á. Mai năm nay ba cái hoa đào năm nay không có nở các bạn. Năm nay hoa đào nở muộn nè, mới có nở bất bất rồi. Chứ mấy năm trước mình đi là hoa đào nó đang nở, nó hư rồi, chưa có rộ lắm nhưng mà cũng đã nở rồi. Còn năm nay thì đào còn bất bất thôi. Đây là khu phía sau đó các bạn. Ở đây là cái hội trường để mà tổ chức các nghi lễ nè. Rồi có sân khấu để mà tham dự ca nhạc đó. Rồi nhà chùa thuyết giảng đạo đó. Thì ở trong đây thì họ sẽ tổ chức những cái mà buổi lễ ở trong đây. Bây giờ mình sẽ đào bên trong các bạn. Hiện tại bên trong nè, có lễ đó, có mọi người đang văn nghệ, giao lưu văn nghệ với nhau. Rồi cũng bán đồ ăn nữa. Giờ mình sẽ đi vào bên trong các bạn nhé. Thank you.
khu này là họ bán đồ ăn đó các bạn, đồ ăn chay là có nước nè, rồi nước uống các loại nè, sữa đậu nành nè, rồi bánh mì nè, bún thịt nướng và đồ chay các bạn nhé, rồi chè các loại nữa. Thì tụi mình đang là đây mua nước uống. Sau khi mà viếng chùa Việt Nam Quốc Tự và lễ Phật xong thì bây giờ tụi mình đang chuẩn bị lái xe trên đường đi đến chùa của người Hoa, đó là chùa Ông Bổn. Thì đây là một ngôi chùa cũng rất linh thiêng các bạn. Thì đa phần là người dân khu vực Houston và các vùng lân cận của Texas, và thậm chí là có những cái người dân ở tiểu bang khác đến du lịch các bạn, họ cũng ghé thăm viếng chùa để mà lễ Phật. Thì chùa này là chuyên về là thường người dân đến đây là để mà cầu về công việc các bạn. Bây giờ tới rồi, bây giờ mời tất cả các bạn vào bên trong chùa với anh đi nhé. Trời hôm nay rất đẹp các bạn, không có nắng, hơi mát mẻ như thế này nè, cho nên là đi viếng chùa rất là tốt luôn các bạn. Ở trước chùa thì có một cái tượng Phật Bồ Tát Quan Âm nè. Thì mọi người đến đây cũng lại trước là có, nếu mà bạn nào có đồng tiền xu đó, mình thảy xuống cái hồ dưới này nè để cầu may mắn, công việc tốt đẹp. Nhanh này nè.
Hôm nay là ngày đầu năm cho nên người dân Việt Nam mình đi lễ chùa rất là đông các bạn. Đây là cái phong tục tập quán của Việt Nam mình, thường là đi chùa đầu năm rồi để cầu may mắn cho cả một năm mới. Thì ngoài đó thì cũng có người Mỹ trắng cũng có bạn, họ mặc áo dài Việt Nam cũng rất là đẹp luôn. Bạn mình hắn nói hắn cũng thích mặc áo dài các bạn, nhưng mà mình đi tìm mua không có, bởi vì cái size của hắn là size to cho nên là không có đồ mình mua sẵn, cho nên là phải đặt may. Cho nên năm sau chắc sẽ mang cho hắn một cái áo dài để mà đi viếng chùa với mình, hoặc là mặc vào những cái ngày Tết của Việt Nam các bạn. Và bây giờ Andy xin tạm dừng video tại đây các bạn nhé. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã dành thời gian cùng với Andy để mình đi viếng chùa ngày đầu năm. Rất là tốt các bạn, đó là cái phong tục của người Việt Nam chúng ta. Thì Andy cũng xin chúc các bạn và gia đình luôn luôn gặp nhiều may mắn, dồi dào sức khỏe và an khang thịnh vượng phát tài. Happy New Year, bye bye các bạn nha.